Hà Diệm Quyên, Á hậu lấy chồng đáng tuổi ông được cấp dưỡng số tiền khổng lồ hậu ly hôn. Hà Diệm Quyên, Á hậu Hồng Kông từng gây rúng động làng giải trí khi kết hôn với tỷ phú Ngô Chí Thành. Trong thời gian chung sống, ông Ngô mua cho Á hậu họ Hà ngôi nhà chung cư cao cấp 18 triệu HKD, đồng thời tặng mẹ của Hà Diệm Quyên ngôi nhà giá 40 triệu HKD, khu McDonnell Road đứng tên bà, cộng thêm chiếc xe Mercedes-Benz giá 600.000 HKD. Thế nhưng chỉ sau gần một năm bên nhau, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Hiện nàng Á hậu khiến không ít người giật mình vì cô có cuộc sống sang chảnh, sung sướng như một phú bà thực sự. Theo tin tức mới đây nhất từ báo chí truyền thông Hồng Kông, tỷ phú Ngô Chí Thành vừa chi ra số tiền khoảng 300 triệu HKD, gần 900 tỷ đồng để giải quyết ổn thỏa vụ ly hôn với vợ trẻ, khép lại cuộc tình ồn ào, tai tiếng. Khoản cấp dưỡng béo bở này giúp Á hậu 30 tuổi có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, sung sướng của mình. Được biết, cuộc hôn nhân của Ngô Chí Thành và Hà Diệm Quyên kéo dài một năm, từ tháng 8 2018 đến tháng 5 2019 thì kết thúc. Cặp đôi chỉ có chưa đầy 8 tháng sống chung, sau nữ 9X được cho là mong mỏi có con, trong khi chồng đại gia lại không đồng ý. Tuy nhiên, một số người lại đồn đoán rằng mỹ nhân sinh năm 1991 bỏ tỷ phú họ Ngô vì tìm được mỏ vàng mới nhiều tiền hơn. Ngay sau khi bỏ chồng, Hà Diệm Quyên cũng lập tức bị bắt gặp hôn đại gia Trần Diệu Trương, người hơn cô 31 tuổi trong một quán bar. Tuy nhiên, cả hai cũng sớm chia tay sau chưa đầy một tháng thử tìm hiểu. Anson Chan Trần Diệu Trương là con trai của tỷ phú Hồng Kông Trần Thụ Cừ, có khối tài sản 10 tỷ HKD. Nàng Á hậu Thị Phi còn bị đồn cặp kè với một người đàn ông nước ngoài. Cả hai bị bắt gặp thường xuyên tụ tập bạn bè, leo núi, tham gia các sự kiện xã hội. Trên Instagram, Hà Diễm Quyên khiến dân mạng choáng ngợp khi thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, giàu có của mình. Người đẹp luôn xuất hiện với những bộ cánh đắt đỏ, những món đồ hiệu sang chảnh và check-in tại những địa điểm lộng lẫy, xa hoa. Cô cũng khiến nhiều người ghen tị khi khoe ảnh du lịch khắp thế giới và thưởng thức những bữa tiệc đẳng cấp. China Stars tiết lộ sao nữ 30 tuổi sở hữu kho túi sách đắt đỏ từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Hermes. Bộ sưu tập của mỹ nhân 9X ước tính trị giá 7 con số và đủ để mua bất động sản đắc địa tại một nơi đắt đỏ như Hồng Kông. Sau khi đường ai nấy đi, với tư cách là giám đốc điều hành của SJM, ông Ngô Chí Thành, người sở hữu khối tài sản 3 tỷ đô la Hồng Kông, gần 9.000 tỷ đồng, đã phải bỏ ra chi phí bồi thường cho Hà Diễm Quyên. Dù 900 tỷ đồng là số tiền khá lớn, nhưng lại không là gì so với tài sản hiện tại của Ngô Chí Thành. Nhờ vào tiền cấp dưỡng của chồng cũ, Á hậu Hồng Kông Hà Diễm Quyên giờ sống rất thoải mái. Cô vô tư xài đồ hiệu, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hà Diễm Quyên sinh năm 1991 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô là Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2014. Cô từng tốt nghiệp khoa luật của Đại học Hồng Kông. Người đẹp chỉ đóng vai phụ trong một số phim, trong đó có Cung Tâm Kế 2, Thâm Cung Kế. Có tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ để nâng hạng nhan sắc, từ mắt một mí, mặt tròn trở thành xinh đẹp hơn.